Jogabola, Pizza Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta sẽ cùng đến với chương trình tổng hợp trước vòng 14 Nai World V-League 1 2023-2024. Đây cũng là vòng đấu mở đầu cho giai đoạn 2 của mùa giải. Sau đây sẽ là những nội dung tiêu điểm cho Tuấn Anh kết hợp với Henrio. Đại chiến tại xứ Thanh. Cần thêm một chiến thắng cho thể công Viettel. Thú vị trận chiến giữa núi và biển. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức bình tĩnh trong cuộc đua top đầu. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt là người cũ của câu lạc bộ Hà Nội. Lần trở về hàng đẩy ở vòng 14 Nai World V-League 1 2023-2024, ông Việt đặt quyết tâm chiến thắng để khẳng định vị trí dẫn đầu. Đội hình mạnh đều các tuyến nay lại còn bổ sung thêm các tuyển thủ và cựu tuyển thủ Việt Nam. Thép xanh Nam Định thậm chí còn được đánh giá cao hơn chủ nhà Hà Nội. Tuấn Anh chưa chắc chắn hoàn toàn bình phục chấn thương để có mặt ở trong trận ra mắt đội bóng mới. Tuy vậy, anh cũng đã tham gia các buổi tập gần đây. Người hâm mộ đang chờ màn kết hợp giữa hai siêu kỹ thuật gia hàng đầu V-League ở tuyến giữa của đội bóng Thành Nam là Tuấn Anh và Henrio. Trận đấu trên sân Thiên Trường ở giai đoạn lượt đi V-League mùa giải năm nay chứng kiến sự bùng nổ của câu lạc bộ Hà Nội và Thép Xanh Nam Định trong những phút cuối. Cùng chiến thắng không thể kịch tính hơn dành cho đội bóng do huấn luyện viên Vũ Hồng Việt dẫn dắt. Sau giai đoạn nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, V-League trở lại với trận cầu tâm điểm vòng 14 giữa câu lạc bộ Hà Nội và Thép Xanh Nam Định trên sân hàng đẫy. Cả hai đội đều đang có phong độ cao trong thời gian gần đây, nên màn so tài này được chờ đợi sẽ kịch tính và hấp dẫn. Để củng cố cho tham vọng đua vô địch, Thép Xanh Nam Định vừa tăng cường những tân binh rất chất lượng, đó là Tuấn Anh, Lucas, Thanh Thịnh và Ngọc Bảo. Trong số này, Tuấn Anh được chờ đợi sẽ có màn trào sân khi đối đầu với Hà Nội. Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được kỳ vọng sẽ là miếng ghép hoàn hảo cho tuyến giữa của Thép Xanh Nam Định, giúp đội nhà kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt, hạn chế bị rơi vào tình trạng bị đối thủ phản công khi đang ào ào tấn công. Mất mát duy nhất về lực lượng của đội bóng Thành Nam khi hành quân ra thủ đô đó là Tô Văn Vũ khi hậu vệ này phải nghỉ một trận vì án treo giò. Hiện tại sau 13 vòng, Thép Xanh Nam Định đang có 29 điểm. Nếu muốn hướng đến mục tiêu xa là vô địch V-League mùa giải năm nay, thì việc cần làm trước mắt của Văn Toàn cùng các đồng đội là vượt qua những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như câu lạc bộ Hà Nội. Về phía câu lạc bộ Hà Nội, đội bóng thủ đô đang trở lại mạnh mẽ với 3 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận kể từ khi nhận thất bại 2-3 trên sân Thiên Trường trước Thép Xanh Nam Định. Tiếp đón đội đầu bảng trên sân hàng đẫy ở vòng 14, câu lạc bộ Hà Nội thiếu vắng chân sút chủ lực Phạm Tuấn Hải do chưa bình phục chấn thương. Đó chắc chắn là tổn thất lớn đối với hàng công của đội bóng này. Khi tiền đạo sinh năm 1998 đã có 4 pha lập công tại V-League tính đến thời điểm này. Kể từ khi huấn luyện viên Iwamasa lên nắm quyền, cơ hội đua vô địch của câu lạc bộ Hà Nội cũng quay trở lại. Khi đội bóng này hiện tại đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 19 điểm, kém đội đầu bảng 10 điểm. Trận thua 2-3 trên sân Thiên Trường cách đây không lâu chắc chắn khiến người hâm mộ của đội bóng thủ đô khó nuốt trôi. Vì vậy, cuộc tái đấu đại hàng đẫy vào tối ngày 31 tháng 3 tới đây sẽ là màn trả thù ngọt ngào nếu câu lạc bộ Hà Nội có được 3 điểm tuyệt đối. Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội đang bám đuổi nhau quyết liệt ở nhóm cạnh tranh chức vô địch mùa này. Trận đại chiến ở xứ Thanh dự kiến sẽ rất hấp dẫn và là một trong hai cuộc đối đầu đáng xem nhất vòng 14 này. Một bất lợi cho Đông Á Thanh Hóa ở trận này khi họ không có sự phục vụ của tiền vệ chủ chốt Nguyễn Thái Sơn. Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa là một trong hai cuộc đọ sức đáng chờ đợi nhất ở vòng 14 Nai World V-League 2023-2024. Hiện hai câu lạc bộ cùng có 22 điểm.
nhưng đội quân của huấn luyện viên Kiet Isaac tạm xếp trên nhờ chỉ số phụ. Khoảng cách giữa Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa với đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định và vị trí thứ hai BKMX Bình Dương lần lượt là 7 và 4 điểm. Vì thế, đội bóng nào có 3 điểm trên sân Thanh Hóa sẽ tiếp tục bám đuổi hai đội xếp trên trong cuộc đua vô địch. Ở vòng trước, Công an Hà Nội xảy trần thua 0-3 Thể Công Viettel. Trong khi đó, dù trải qua 3 trận liên tiếp không thắng, nhưng Đông Á Thanh Hóa đã chơi một trận không tồi khi cầm hòa Thép Xanh Nam Định với tỷ số 1-1 ngay trên sân Thiên Trường. Tiếp Công an Hà Nội trên sân nhà không chỉ giúp Đông Á Thanh Hóa tìm lại cảm giác chiến thắng mà còn là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov đòi món nợ thua 1-3 ở lượt đi trên sân Hàng Đẫy. Liệu rằng đội bóng xứ Thanh sẽ tiếp tục thể hiện khả năng kiểm soát bóng, sẵn sàng chơi tấn công như vẫn thấy dưới thời huấn luyện viên Popov khi gặp đội bóng không hề dễ chơi Công an Hà Nội vốn đã mạnh, nay còn thêm những sự thay đổi mạnh mẽ sau khi huấn luyện viên Kiet Isaac lên dẫn dắt? Câu hỏi này sẽ có lời giải vào lúc 18 giờ ngày 31 tháng 3 trên truyền hình FPT Play. Chương tiếp theo của mùa giải 2023-2024. Xem V-League đỉnh nhất trên FPT Play. Đã thay huấn luyện viên đến lần thứ 3 khi V-League chưa đi hết nửa chặng đường, Thế Công Viettel vẫn loay hoay tìm lại bản sắc và định hình lối chơi. Gần nhất, đội đã có chiến thắng thuyết phục trước Công an Hà Nội. Tuy nhiên, vị trí áp chót trên bảng xếp hạng vẫn khiến cho người hâm mộ cảm thấy rất sốt ruột. Và cuộc tiếp đón đối thủ vừa miếng như Quảng Nam là cơ hội không thể tốt hơn để Thế Công Viettel tìm lại trận thắng thứ hai liên tiếp. Cơn khủng hoảng của Thế Công Viettel tạm thời dừng lại sau hai chiến thắng trước ứng viên vô địch Công an Hà Nội, một ở V-League, một ở Cúp Quốc gia. Sự xuất hiện của ngoại binh Pedro Henrique mang lại hơi thở mới cho đội bóng quân đội. Cầu thủ Brazil hòa nhập nhanh, ghi hai bàn thắng trong hai trận đấu vừa ra mắt. Mặc dù vậy, anh vẫn chưa thể giúp Thế Công Viettel cải thiện vị trí. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng vẫn đang ngụp lặn ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 13 điểm, hơn đội xếp cuối bảng Khánh Hòa 4 điểm. Về thành tích đối đầu giữa hai đội, Thế Công Viettel có chút ưu thế khi thắng 3 trận, hòa 1 và thua 1 trước Quảng Nam trong 5 lần gần nhất hai đội gặp nhau. Tuy nhiên, ở trận đấu lượt đi mùa giải năm nay, Quảng Nam mới là những người có chiến thắng thuyết phục 2-0 trên sân nhà với cú đúp của Lê Xuân Tú. Theo một số nguồn tin, chứng kiến phong độ ấn tượng của Lê Xuân Tú, Hà Nội FC thậm chí còn muốn đưa cầu thủ này về đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, Xuân Tú muốn ở lại với Quảng Nam để có thêm cơ hội đá chính. Giai đoạn lượt về của mùa giải luôn ẩn chứa những điều bất ngờ và đội bóng nào có được lực lượng ổn định sẽ có lợi thế trong cuộc đua đường dài. Quảng Nam vừa chia tay tiền vệ Việt Kiều đang thi đấu rất hay là Pierre Lamotte và mới kịp bổ sung cầu thủ Việt Kiều Đan Mạch Trường Quốc Minh. Trong khi đó, trước khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa đóng cửa, Thế Công Viettel đã bổ sung thêm một ngoại binh đến từ Brazil là Hoa Pedro. Tiền đạo sinh năm 2000 sở hữu thể hình ấn tượng khi cao 1m85, hứa hẹn sẽ là một ngòi nổ cho hàng tấn công, vốn đang không có được phong độ cao của đội bóng quân đội. Mặc dù đang ở nhóm cuối, nhưng Thế Công Viettel không phải ứng cử viên xuống hạng. Chiến thắng trước Công an Hà Nội được xem như dấu hiệu hồi sinh cho đoàn quân của huấn luyện viên Đức Thắng. Với những sự bổ sung ngoại binh chất lượng, Thế Công Viettel được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ và lấy lại vị trí tương xứng trong thời gian tới. Vừa thoát khỏi vị trí đội sổ sau khi có chiến thắng ở vòng gần nhất, LB Bank Hoàng Gia Lai tiếp đón đội bóng vừa thế chỗ mình ở đáy bảng xếp hạng là câu lạc bộ Khánh Hòa. Gặp đối thủ trực tiếp cho cuộc chiến trụ hạng, đây lại là một trận đấu 6 điểm đối với huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và các chàng trai phố núi. Pleiku trong thời gian cuối tháng 3 thường có thời tiết khô ráo và thoáng đãng, khiến người ta cảm thấy thư thái. Bầu không khí tại câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai cũng tương tự. Điều đó tới từ việc thành tích của đội bóng phố núi đang tốt lên trông thấy kể từ khi huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nắm quyền. 4 trận gần nhất, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai thắng 2 và hòa 2, thu về 8 điểm. Họ nhanh chóng thoát khỏi vị trí cuối bảng để vươn lên hạng 12 trước kỳ nghỉ FIFA Days.
khi mà V-League trở lại thì trận mà thua Hà Tĩnh 0-1 thì bắt đầu là có sự lo lắng. Sau đó thì mặc dù là trận đấu chúng tôi chơi tốt, sau đó là chơi Quảng Nam rồi chơi Khánh Hòa là những cái trận đấu mà chúng tôi kém may mắn. Thế thì trận đấu đặt quyết tâm là đá cái trận Thanh Hóa, vì lúc đó Thanh Hóa thì xác định là đó là lực người của họ mất. Trái ngược với sự hứng khởi ở đất Pleiku là bầu không khí ảm đạm của câu lạc bộ Khánh Hòa. Đội bóng của huấn luyện viên Trần Trọng Bình trải qua 6 trận liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng. Nghiêm trọng hơn, 5 trận trong số đó họ không ghi nổi bàn thắng nào. Nhờ có sự góp mặt của Douglas Coutinho, Khánh Hòa mới có được trận hòa trên sân Quy Nhơn ở vòng đấu trước, nhưng còn quá sớm để người hâm mộ đội bóng này tin vào kết quả có lợi trong trận đấu tại Pleiku. Thì theo tôi thì cũng như là có lẽ tất cả mọi người đều đánh giá anh ấy là một cầu thủ tốt. Tuy nhiên là ở Nam Định thì anh ấy chưa có thể hiện được hết cái trình độ của anh ấy. Và có lẽ cái điều kiện cần và đủ cho anh ấy thể hiện được rằng đó là cái môi trường. Đó, để có một cái môi trường để anh ấy được thể hiện. Và chúng tôi đang tạo điều kiện cho anh ấy để chúng ta anh ấy thể hiện được. Ở cuộc đối đầu trên sân 19 tháng 8 cách đây hơn một tháng, hai đội đã hòa nhau không đều. Tuy nhiên lúc này, lực lượng của đôi bên đã rất khác. Vì vậy, người hâm mộ có thể hy vọng vào một màn tỷ thí đầy thú vị giữa đại diện của núi và biển. Ở trận lượt đi diễn ra cách đây đúng một tháng, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã thất bại 0-1 trước huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Trận đấu đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu rất quyết tâm và để tỷ số hòa vượt khỏi tay trong sự tiếc nuối. Trong khi đó, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vẫn đặt mục tiêu có tối thiểu một điểm trên sân khách ở vòng này để bám đuổi đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Thép Xanh Nam Định. Thời gian qua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có phong độ ổn định hơn sau màn khởi đầu không tốt ở giai đoạn đầu mùa giải. Cơn bão chấn thương đi qua, những trụ cột như Phi Sơn, Quang Nam, Thành Trung trở lại cùng sự góp mặt của những tân binh như Xuân Trường, Victor Lê giúp đội bóng do huấn luyện viên Nguyễn Thành Công dẫn dắt thi đấu khởi sắc hơn, vượt qua cơn khủng hoảng và hiện đang có 14 điểm, tạm vươn lên thứ 10, một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng sau giai đoạn lớn đi. Tuy nhiên, đối thủ mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải tiếp đón ở vòng 14, BKMX Bình Dương cũng đang có phong độ cao. Đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức hiện đang xếp thứ 2 và chỉ kém đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định khoảng cách bằng đúng một trận thắng. Ở trận lượt đi trên sân Bình Dương, đội bóng đất thủ đã có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khi đó đang đạt phong độ cao với 3 thắng lợi liên tiếp. Thực tế, BKMX Bình Dương được đánh giá không phải là đội bóng sở hữu lối chơi hay mang miếng quá xuất sắc. Tuy nhiên, đội bóng đất thủ lại chơi chắc chắn, thể hiện sự bản lĩnh và độ tinh quái cần thiết ở những thời điểm quyết định. Điều này giúp họ trở thành đối thủ cực kỳ khó lường trong cuộc đua đến ngôi vô địch mùa này. Ở cuộc đối đầu tới đây trên sân Hà Tĩnh, đội chủ nhà đón chào sự trở lại của hai tiền vệ trụ cột là Trần Đình Tiến và Nguyễn Trọng Hoàng. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, BKMX Bình Dương cũng nhận tin vui khi trung vệ Quế Ngọc Hải đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân ngay từ đầu. Với việc Thép Xanh Nam Định phải đến làm khách trên sân hàng đẫy của Hà Nội FC, thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sẽ có cơ hội lớn vươn lên nếu giành chọn 3 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Lượt về Nai Cup V-League 1 2023-2024 trở lại với sân Vinh bằng trận đấu giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Hải Phòng. Trên sân nhà tại V-League mùa này, đội bóng xứ Nghệ có thành tích bất ổn với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Những trận thua đến liên tiếp, ở 2 lần gần nhất họ được thi đấu tại sân Vinh và trước những đối thủ rất mạnh, đó là Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định. Dù thất bại ở 2 trận đấu kể trên, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ đều cho thấy một màn thể hiện không hề lép vế so với đối thủ. Cái họ còn thiếu chỉ là một chút may mắn trong khâu đóng gói thành phẩm. Sông Lam Nghệ An đang có chu trận không tốt khi thua 4 và hòa 1 trong 5 trận đấu gần đây, mới nhất là thất bại 0-1 trước SHB Đà Nẵng, qua đó dừng bước ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Casper 2023-2024. Bên cạnh nỗi lo về phong độ, huấn luyện viên Phan Như Thuật còn phải đối mặt với cơn đau đầu về nhân sự. Điểm yếu cố hữu của Sông Lam Nghệ An bao lâu nay chính là thiếu một tiền đạo chia lửa cùng Michael Olaha. Brafen Success vẫn chưa có màn thể hiện tương xứng với kỳ vọng của người hâm mộ xứ Nghệ. Hơn thế nữa, đội chủ nhà sẽ phải tìm cách khỏa lấp vị trí hậu vệ cánh của Vương Văn Huy sau khi cầu thủ này vắng mặt vì án treo giò. Nếu Nam Hải và Xuân Tiến kịp bình phục để thi đấu ở trận đấu tới thì sẽ có nhiều phương án hơn cho huấn luyện viên Phan Như Thuật. Bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ Hải Phòng cũng cho thấy một bộ mặt không khá khẩm hơn là bao. Đội bóng đất cảng có thể chơi như lên đồng
để đánh bại Hà Nội hay Công an Hà Nội, nhưng cũng có thể mất điểm một cách khó tin trước các đối thủ ngang hoặc dưới cờ. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và các học trò đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng tại V-League, trong đó có 4 thất bại và 3 trận hòa, bao gồm cả kết quả 2 đều trước chính Sông Lam Nghệ An tại Lạch Tray. Đáng ngại hơn, Hải Phòng cũng không có lực lượng mạnh nhất ở chuyến làm khách lần này vì một số cầu thủ dính chấn thương, đặc biệt là trường hợp của ngoại binh Joseph Mpande. Tân binh Asen Elugo vẫn đang mang tới sự thất vọng với màn thể hiện thiếu thuyết phục kể từ khi đến với đất cảng. Một thống kê có thể mang tới hy vọng cho người hâm mộ xứ Nghệ, đó là trong 5 lần gần nhất hành quân đến sân Vinh, câu lạc bộ Hải Phòng chưa biết đến mùi thắng lợi. Đội bóng đất cảng chỉ có 2 trận hòa và đã để thua 3 trận, ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới 6 bàn. Kết thúc lượt đi, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng đều không có được một thành tích như ý và đang chật vật kiếm từng điểm số. Hải Phòng hiện có 14 điểm, tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng, nhưng cũng chỉ hơn đội bóng xứ Nghệ xếp thứ 11 đúng 1 điểm. Hay nói cách khác, mỗi một trận đấu còn lại đều là những trận chung kết và lợi thế sẽ thuộc về đội bóng nào tận dụng được quãng nghỉ vừa qua để ổn định lực lượng và khắc phục những điểm yếu. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thực sự đã trải qua những ngày hồi hộp trong dịp FIFA Days. Những tin đồn về việc bị thiệt quân liên tục ập đến khiến người hâm mộ của đội bóng này khó lòng ngồi yên. Nhưng sau tất cả, họ có thể hài lòng khi chỉ mất Bùi Ngọc Long cho câu lạc bộ Công an Hà Nội và giữ chân thành công thủ thành Patrick Lê Giang, Sâm Ngọc Đức và Võ Huy Toàn. Dù vậy, việc thiếu vắng một cầu thủ đang có phong độ cao như Ngọc Long phần nào khiến cho huấn luyện viên Phùng Thành Phường phải đau đầu khi làm khách tại Quy Nhơn. Bên cạnh đó, đội bóng này cũng bổ sung nhiều nhân sự mới, do đó sự ăn khớp trong đội hình vẫn còn là một dấu hỏi. Trong khi đó, câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Sau giai đoạn thăng hoa và có lúc leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đội bóng của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đang có dấu hiệu chứng lại với 4 trận liên tiếp không thắng. Trong đó, việc không giành được 3 điểm trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Khánh Hòa hay Quảng Nam cho thấy đội bóng đất võ chưa đủ tiềm lực để đạt mục tiêu cao xa ở mùa giải này. Về mặt lực lượng, cả Maryland Quy Nhơn Bình Định cũng như Thành phố Hồ Chí Minh đều mất nhiều cầu thủ quan trọng so với cuộc đối đầu hồi tháng 2. Đội chủ sân Quy Nhơn để mất Lê Ngọc Bảo và Đỗ Thành Thịnh vào tay câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Còn Thành phố Hồ Chí Minh không giữ chân được ngoại binh Wander Luiz, dù anh là người ghi bàn ấn định chiến thắng trên chấm 11m. Vì lẽ đó, nhiều khả năng kết quả cuộc đối đầu này sẽ được quyết định bởi một cái tên mới. Sau đây là lịch trực tiếp tất cả các trận đấu trên FPT Play. Quý vị có thể xem mọi diễn biến của V-League trên các thiết bị phổ biến từ TV cho đến máy tính và điện thoại thông minh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Chương tiếp theo của mùa giải 2023-2024 xem V-League đỉnh nhất trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.